Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai hôm qua đã đến Công an thành phố Biên Hòa trực tiếp biểu dương khen thưởng đột xuất lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm. Theo đó, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã trao thư khen cho tập thể Công an thành phố Biên Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đã trao giấy khen cùng tiền thưởng cho tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa với 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, làm rõ các đối tượng nước ngoài trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 5 tháng 12, Công an thành phố Biên Hòa nhận được tin báo trộm đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng tại phường Hiệp Hòa, bị phá cửa, cưa két sắt, trộm tài sản trên 300 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ 3 đối tượng là người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc tham gia thực hiện vụ trộm sau 10 giờ thực hiện vụ trộm. Bước đầu xác định các đối tượng này nhập cảnh du lịch nhưng sau đó đã thuê ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa trộm cắp tài sản, số tiền hơn 300 triệu đồng.